Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Động Vật Đại Chiến. Thì mình lại tiếp tục chơi game World Park Jurassic Park. Và con khủng long lần này mình chọn sẽ là Spino. Đối thủ đầu tiên của chúng ta là Chike. Ngày mai một chúng ta đã gặp một con khủng long rất mạnh rồi. Battle 1. Fight! Spino thì có lôi đánh cực kỳ giống với cả Raptor. Nó chỉ có khác mỗi là mặt của nó nhìn hung dữ hơn, với cả có một cánh buồm trên lưng. Và nó cũng có thể dùng cánh buồm đó để tấn công bằng cách sử dụng giống như là một cái thanh đao vậy. Spino thì cực kỳ nhanh nhẹn và rất dễ chiếm ưu thế khi ra đòn, nhưng mà đòn tấn công của nó lại không được mạnh cho lắm. To lớn như vậy mà nó nhảy như không, có vẻ hư cấu. Rồi đỏ người rồi, xong xác mày rồi. Để tuyệt chiêu mất rất nhiều máu. Ta hạ được Chike và đối thủ tiếp theo sẽ là Giga, một con Giga có màu da rất lạ. Như vậy là một con khủng long sẽ có tới 3 màu da. Mình tưởng chỉ có 2. Nó có một cái màu mà có cái xoẹt trên mặt nữa. Như vậy là một con khủng long sẽ có tới 3 màu. Mình khá là thích cái màu này của nó. Còn cái màu mà hay xuất hiện nhất là màu xanh nước biển. Spino vs Giga. Mày hả búi? Nghe tiếng con dê kêu nữa. Rồi đỏ người rồi. Mày xong xác rồi con ạ. Thì thi đấu thứ hai. Thốn. Sở trường Giga là những cú cắn rất mạnh. Vừa rồi thì Giga đã va người vào một cái lưới điện cao thế và nó mất thêm xíu máu. Đỏ người rồi. Khi mà đỏ người thì đòn đánh dường như là không thể đỡ được, và nó nước tránh né hoặc là đánh cho đối phương ngã xuống thôi. Lại là một con khủng long có màu lạ, đó là Styrax, màu tím mộng mơ. Sở thích của nó là phá chuồng. Tuyệt chiêu móc ruột đối thủ. Mới vô mà mình để nó đánh gần mất nửa máu.
cao. Đối với những con khủng long thịt lớn thì thường chúng sẽ dùng hàm, còn Raptor và Spino thì dùng tay trước để cào. Xong xong rồi, sắp chết rồi. Một cú đá rất đẹp mắt đến từ phía Spino và giúp Spino giành chiến thắng hiệp này. Battle 2. Fight. Sở trường của Spino là dùng chân. Khác biệt so với nhiều con khủng long thịt lớn khác. Spino rất thích bay nhảy khi quấn lộ. Spino trong này khác hẳn với con Spino ngoài đời thực. Spino ngoài đời thực thì đi bằng 4 chân và rất khó để có thể cho con Spino 4 chân đó có thể đánh lộ giống như con Spino trong game này. Sucho ở ngoài thực tế thì nhỏ hơn Spino mà trong này thì lại to hơn và là một trong những con khủng long to lớn nhất game. Sucho giống như phiên bản lớn hơn của Spino vậy. Nó cũng có mõm dài và tay dài, đầu thì giống cá sấu. Cào cho mình nát cả mặt luôn rồi. Mày, cái chiêu đó mất, không mất nhiều máu lắm. Cẩn thận, chỉ cần một đòn nữa thôi. Rồi. Một Faradon cực kỳ đẹp mắt, sử dụng cán buồm giống như là một thanh kiếm vậy. Battle 2. Fight. Ngoài đời thì thực tế đó là điểm yếu của Spino, nó sẽ không dám dùng cái đấy để mà tấn công đối thủ như vậy. Đá sấp mặt nè. Cào một phát mất rất nhiều máu luôn. Sau khi cào nát mặt thì dùng chân cào tiếp. Đối thủ ở màn 5 là đối thủ chuyển kiếp của Spino, T-Rex. Trận đấu này đã từng xuất hiện trong phim Công viên kỷ Jura 3 với phần thắng nghiêng về phía Spino. Với lúc đầu thì T-Rex đã áp đảo nhưng mà sau đó thì Spino dùng hai cánh tay của mình kẹp cổ và bẻ cổ T-Rex đã chết ngay sau pha ra đòn đó, bị hạ chỉ trong vòng mấy chục giây. Mày dính đòn rồi đó người này. Xong xác T-Rex rồi, T-Rex ơi. Cái đòn cuối cùng lại không dính là thế nào?
Dính cái thứ ba thì mới mất nhiều máu. Thế mới đau. Amazing. T-Rex và Spino trong này nhỏ hơn mấy con khủng long khác. Mặc dù vậy thì chúng vẫn khá mạnh trong game. T-Rex thì nếu mà tự động ở mức độ khó mát thì là mạnh nhất trong game luôn. Rồi đỏ người nữa rồi, xong xác này rồi. Mất khủng máu luôn. Xong chúng ta. Cái chiều đó hơi khó dùng. Cái chân là máu không. Đối thủ tiếp theo cũng là một con khủng long rất mạnh, đó là Anki. Anki ở cấp 6 thì mạnh hơn cả boss cơ. Lần trước khi mình dùng Giga thì mới cấp 3 thôi, mình đã thua rồi. Giờ là cấp 6. À, lần trước mình dùng Raptor thì mình đã phải dùng cách đánh liên tiếp vào mặt của nó thì mình mới thắng được. Nghĩa là mình dùng khả năng ra đòn nhanh của Raptor. Lần này có lẽ mình sẽ lại bốn cú sát lại. Chiều bóc lên rồi đập. Thua rồi. Đối đầu với Anki luôn luôn là một điều khó khăn. Một trong những con khó đối phó nhất. Nhìn nó khá giống con rùa, nhưng mà có chân cao và có một cái chùy sau lưng nữa. Đó là vũ khí chính của nó. Đấy, đánh như vậy là thắng thôi. Thôi xong rồi. Cào nát mặt luôn. Cứu bạch quốc trảo. Hiệp thi đấu cuối cùng phân định xem mình có thể vượt qua được nó hay là không. Đá sắp mạng nó đi. Chắc là thua quá. Không còn cách nào khác, chúng ta đã phải chơi skill đánh nhanh thắng nhanh. Đấy, còn cách đó để thắng thôi. Đang là mình phải dùng chiêu đó sớm hơn. Anki là con khủng long mà làm cho mình mất mạng nhiều nhất trong game này. Đánh khôn vãi. Né cực kỳ tốt luôn. Gần hơn nữa nè. Ok, cuối cùng chúng ta cũng đã có được một hiệp thi đấu với anh thắng lợi. Hiệp 2 này mình sẽ cẩn thận hơn. Hiệp
Chúng nó đập cái nào. Xác này rồi, cả nó nát bụng luôn, nát cổ. Người anh em cùng cha khác ông nội Raptor có ngoại hình cực kỳ giống mình, rồi đánh cũng y chang. Mày rồi xong xác rồi. Chúng ta chỉ việc làm cho đỏ người và cào nó thôi. Battle 2, fight! Ở ngoài đời thì Megaraptor và cả Spinosaurus đều có, để chả có điểm gì gọi là chung với nhau cả. Một con nặng tới hơn 7 tấn, còn một con chỉ nặng khoảng 1 tấn. Và rất là khác xa về loài. Một con ăn cá, còn một con thì ăn thịt. Creo, chúng ta sẽ là gặp Creo một lần nữa. Một con khủng long rất mạnh, rất khôn ngoan, rất khó đối phó. Nhưng chúng ta sẽ được thi đấu ở sân nhà của mình. Một phòng một thí nghiệm à. Battle 1. Fight. Nó đầm cái như với con khủng long ăn thực vật. Tiếng gầm của nó cũng rất là ấn tượng. Ôi chà. Quá khó cho đội bạn. Nó có cách ăn mừng cũng kiểu khiêm tốn thôi chứ không quá chảnh. Dính hai đòn liên tiếp. Hất lên rồi đập. Mày thực ta không biết làm à. Rồi đỏ người rồi mày ơi. Sắp xong xác mày rồi. Mày đấy kêu vịt thèm mà cào thôi. Nếu mà không đỏ người thì nếu mà đánh thường để thắng nó cũng hơi khó sơ. Lại đỏ người rồi. Yeah. Ép nó sát vào tường thì nó không thể nào mà hụt được. Như vậy là chúng ta đã thu phục được Creo và mở khóa được Creo luôn. Mình rất thích dùng Creo. Lối đánh của nó tương tự với cả T-Rex.
Giờ mình sẽ mở cho các bạn coi con Creo mình mới lượm được. À đâu nhỉ? Đây, Creo. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.